Dạ. Ở đây thì cô bán một số cái mặt hàng thuốc gan, thuốc dạ dày, viêm gan. Đấy, nếu mà ai mà kiểu là bị bệnh thì có thể mua cái này về uống thử này, uống thuốc nam này uống thử này, nếu mà uống thuốc tây mà không đỡ ấy. Gan B nó sẽ khỏi. Dạ. Gan B có chữa được nhiều. Dạ. Yeah. Khẳng định luôn đấy, khẳng định là sẽ khỏi luôn đấy. Khỏi mà, gan B sơ gan là có chữa được mà, chữa à. Được nhiều, không cần chữa. Dạ dạ. Thế là mọi người nếu mà ai mà xem được cái video này mà số mà mình bị mắc một số cái bệnh như này thì có thể lấy về uống thử nhé. Nhưng mà cái này thì mình để làm gì? Có tác dụng để làm gì? Để ngâm rượu. Chỉ là đau lưng, đau dạ dày. Ngâm rượu cho mình uống. Xong là nếu mà đau lưng, đau dạ dày là mình có thể uống cái này. Mình uống cái này nhưng mà mình thích uống rượu thì mình ngâm rượu còn. À. Củ cọ đấy. Củ cọ mọi người nhá. Ở trên này gọi là đặc sản này, cọ này. Cọ này nấu xương nhỉ bà nhỉ? À phải nấu xương nhỉ? Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video của chợ phiên. Và trong video lần này thì mình sẽ gửi tới toàn thể các anh chị và các bạn một cái buổi chợ phiên nhé. Ở đây thì mình đi ngang qua đây thì mình bắt gặp một cái phiên chợ mà người ta họp. Ở đây là một cái vùng chợ quê. Đây là chợ của xã Hưng Sơn mọi người này. Đó, đây là phía cổng chợ. Thì mình sẽ ghi lại một số cái khung cảnh ở đây, xem ở đây là mọi người buôn bán những thứ gì. Ở đây là đa phần là những người địa phương bán hàng rau củ quả. Ở phía bên này là phía mà mọi người bán giày dép quần áo. Đó, đây là đa phần là những người ở xuôi lên bán. Và chợ này thì cũng được mới xây. Ở phía trong kia là phía bán quần áo. Mọi khi thì mọi người hay bán ở dọc đường, nhưng mà bây giờ thì mọi người bắt phải chuyển vào chợ đây rồi. Đây là một số những cái mặt hàng địa phương. Đây là có cô bác, cô một số bà bác những cái mặt hàng mà người dân rồi cho bạn bán cho quay một tí nhé. Ở đây là có bà bán vải, đây là vải chua, trên này đang bước vào vụ vải. Dạ. Chưa bán được hết à bà? Bán được nhiều chưa bà? Dạ. Bằng này mình bán bao tiền một túm này? 5.000 một túm à? Đây là trầu, trầu này thì thường người già hay ăn. Các bà các cô hay ăn trầu, đây là vỏ khoai này, vỏ trầu, mình bán hết cả trầu luôn. Cái này là củ kiệu à bà? Củ kiệu này để mình nấu để ngâm ấy nhở? Ngâm ớt ạ. Dạ. Đây là rau thơm, đây là gừng này. Quay tivi mai các bà lên tivi xem. Đây là rau muống, rau mùng tơi. Vâng. Đây. Ô, cái rau này bán hết rồi. Đây là củ cọ mọi người nhé. Ở trên này gọi là đặc sản này, cọ này, cọ này nấu xương nhỉ bà nhỉ? À phải nấu xương nhỉ? Cháu không ăn cái này bao giờ. Cháu chưa ăn cái này bao giờ. Vâng, cái này mọi người mang về nấu xương ăn rất là ngon đấy, món đặc sản. Khu này là bán bánh là người dân mang đi bán để cho mọi người ăn. Thế này bán, đây là cũng một dãy bán rau này. Mình đi theo cái dọc này thì mọi người có thể nhìn thấy là đây là một dãy bán rau mà mọi người ngồi bán ở đây. Chợ bạn là bán rau à? Đây là cái sọ, cái này cái gọi là cái gì đấy bà? Không biết nói cái gì à? Cái đơm cá à? Cái này bán cái này là để đựng cá này. À, cái này đa đằng mây. Cái này là cái dế nồi. Ra đồng mây này, mọi người cũng bán này. Đây là hương. Hương này là hương tự làm. Xin mời mọi người tiếp tục đi xem ở đây họ bán những mặt hàng gì nhá. Đây là mọi người bán rau. Bán được nhiều chưa chị? Bán được ít thôi. Thế vừa bán vừa cho cơ. Đây là quả bí này. Rau rau dớn. Mua một tặng ba hả? Được không? Tưởng mua một tặng ba. Đây là rau bí. Đây là xoài dưa. Cái này phải xoài của mình không ạ? À cô? Cái này phải xoài của mình không? Hay là xoài chỗ khác? À, xoài chỗ khác à? Đây, mận này. Đây là quả dứa. Cái này dưa nương cô nhỉ? Dạ, đây là dưa nương mọi người trồng được nhé. Ở trên này vào mùa dưa trồng nhiều lắm. Đây cũng thế. Bà,
Đây là vừa nhặt rau không chưa mà không hết là lại mang về ăn luôn hả bà? Vâng. À. Đây là rau bí à? À. Cái này bao tiền một bó này bà? Bán rẻ nhỉ? Cái này mang về xuôi bán thôi nó mới đắt được. Ở vùng cao bán. Vâng, ở vùng cao bán ấy lắm, chậm lắm. Dần dần đi là mỗi vâng. Một lần chúng em là mua một thì cháu đang đi giới thiệu để sau này ai mua thì cháu lại gom hết đây gửi về xuôi bán. Đấy. Được không bà? Đấy, phải chiếc ô tô. Vâng, phía bên này là bán bạn dạ. Vâng. Bên này bán dưa này, bí này. Bán được nhiều chưa hả bạn gái này? Chưa. Mua một cân người ta mua một cân tặng cho người ta một cân nữa cơ. Em một cân đi. Mua một cân tặng một cân đúng không? Mua một cân tặng một cân cho. Dạ. Thế là dưa này dưa nhà mình trồng à đúng không? Vâng ạ. Nhá, trồng được nhiều không? Mới vụ được 1-2 tạ không? Hơn á. À. Trên đường ngay cháu à. Em là người gieo à? Người gieo á. Anh thấy mọi người gieo hay trồng được cái quả này. Ở đây trên này là các bạn người gieo là hay trồng được những quả này nhiều lắm. Nghề rồi. Bí này. Đó. Thấy trồng chưa? Em thấy rồi. Cảm ơn nhá. Bán hàng nhá. Phía bên này là bán một số những cái đồ sắt, dao này, thuốc xẻ đó. À, đồ máy sắn này, đồ này là những cái kính của người mọi người đi câu đi bắt cá. Đó. Ở đây thì đây là cô người Mông chuyên bán những cái mặt hàng sắt thuốc này, đây là thuốc. Cái thuốc này có chữa được bệnh không hả bác? Mấy cái đồ này này. Yeah, toàn thuốc chữa bệnh à? Thuốc ngứa à? Cái này người yếu. À đây là có cả ở đây cô có bán cả tam thất. Tam thất này là bán một lạng là bao nhiêu tiền hả cô? Đây tam thất. Bán theo củ đấy. Bán theo củ á, không bán lạng à? Vậy là bằng 100 một chỗ dưới à. Một cân là bây giờ chỗ 7 đấy. Thế cứ bán như này thì bao tiền? Sao mà biết được tính như này? Một củ này thì bao tiền? Thế là một đôi nón 50.000 à chú ạ. À, dạ. Vâng, chào cảm ơn nhá. Đó, phía bên này thì bán một số những cái mặt hàng thuốc. Đây là chị bán, cô này cô bán thuốc à? Thuốc lam đấy à? Đây là cái gì, mật ong à? Đây là thê rượu, tả thuốc bóp à? À, đây là một số mặt hàng thuốc thuốc gan, thuốc thận đúng không? Thế là mỗi một túi này là 3 tiền hả cô? 100 ạ. 100 nghìn một túi á. Thế là bình thường bị bệnh là mình uống bao nhiêu túi này để khỏi? Hay là tùy cơ địa? Bình quân là 3 gói mới đủ một liệu trình. 3 gói là khỏi. 3 gói là khỏi. Nhưng thần kinh xương khớp là chưa khỏi được. Dạ, thần kinh xương khớp thì là bao nhiêu gói? Chục gói à? Đến 6 gói. Yeah. Có người khỏi nhanh. Yeah. Thế là ví dụ mình uống nếu mà nó hợp thì khoảng bao nhiêu gói thì mình biết luôn. Ví dụ cơ thể mình ấy. Một gói thôi. Một gói. Gan thần dày dại tràng có một gói là biết. Dạ. Thế là cái này là mình tự lấy à cô? Thuốc này mình tự lấy à? Dạ. Mà thần kinh cái gói đầu tiên nó còn đau nhiều. Uống mà nó đau luôn á? Uống thuốc mà nó đau luôn. Uống vào nó đau nhiều. À xong dần dần nó mới khỏi à? Dạ. Ở đây thì cô bán một số cái mặt hàng thuốc gan, thuốc dạ dày, viêm gan. Nếu mà ai mà kiểu nào bị bệnh thì phải mua cái này về uống thử này. Uống thuốc nam này về uống thử này. Nếu mà uống thuốc tây mà không đỡ ấy. Gan B nó sẽ khỏi. Dạ. Gan B tôi chữa được nhiều. Yeah. Khẳng định luôn đấy, khẳng định là sẽ khỏi luôn đấy. Khỏi mà, gan B chữa gan là cô chữa được mà, chữa được nhiều không được chữa. Dạ, dạ. Mọi người nếu mà ai mà xem được cái video này mà số mà mình bị mắc một số cái bệnh như này thì có thể lấy về uống thử nhé, bảo mình lấy hộ cho này. Là uống thử, nếu mà mình uống thuốc tây mà cảm giác nó không đỡ thì mình có thể thử thuốc lam. Đó. Cái men gan cao nó chạy sang cảnh gan đây. Vâng. Có người đi khám phải thấy men gan tăng thì phải uống thuốc là không bị cảnh gan nữa. Vâng, cảm ơn nhé. Mắt gan là không bị cảnh gan. Vâng. Đó, đây là cái thuốc nam. Bên đây là có chị này, chị bán một số những cái mặt hàng tên là sâm đúng không chị? Vâng, sâm. Đây là sâm rừng à? Cái này là sâm quy đá. Sâm quy đá là mình lấy từ đâu về? Cái này là ở trên Lai Châu bên này. À, tận trên Lai Châu. Cái này là sâm xuyên đá. Sâm xuyên đá. Cái này là sâm quy. Thế là mình nhà mình ở đấy à?
Thế là sao đi chợ xa thế? Mình đi chợ xa nhưng mà mình xuống ở đây tầm tầm về một lần. À, có nghĩa là mang ở trên nhà xuống trong xuống đây chợ xong đi các chợ dưới này. Thế là có bán được nhiều không? Bình thường có chợ bán được nhiều, có chợ bán được ít. Không biết đúng không? Nhưng mà cái này thì mình để làm gì? Có tác dụng để làm gì? Để ngâm rượu. Chỉ là đau đớn đau tạ rồi. Ngâm rượu cho mình uống. Xong là nếu mà đau lưng đau dạ dày là mình có thể uống cái này. Mình uống cái này nhưng mà mình thích uống rượu thì mình ngâm rượu còn không. À. Có nghĩa là nếu mà mình ngoài mà không ngâm được rượu là mình có thể đun nước uống đúng không? Cả củ này thế đúng không? Cái này là giải độc gan, mát gan. À. Cái này là mình ngâm rượu nhiều mà mình ngâm vào đông. Củ này là củ sâm đá này. Đúng không? Sâm đá đúng không? Sâm quy đá. Sâm quy đá. Sâm xuyên đá. Sâm xuyên đá. À, cái này là sâm sâm gì ạ? Sâm đương quy. À. Đây là cái này là mình đều lấy trên rừng hết chứ đúng không? Có trồng không? Có trồng không cái này? Cái này là mình trồng về. À, có mỗi cái loại này trồng này. Cái kia là đều trên đồi hết. À, à. Đấy, một số những cái mặt hàng thuốc mà người ở trên vùng cao hay bày bán này. Ai mà có thích mua sâm hay là mua gì thì mình mua về cho, mua hộ cho. Ở góc chợ bên này thì mọi người bày bán đồ tươi sống, thịt lợn, thịt trâu, cá nữa. Chợ này thì họp một tuần một lần, chợ là cũng vắng. Ở đây thì đa phần cũng bao gồm đồng bào dân tộc Giao, Tày, Lùng, Kinh, La Chí, Hơ Mông. Cháu quay chợ tí mà. Cô này bán trứng này, rau củ quả. Đó. Chợ này thì rất là vắng. Chợ bây giờ thường thường mọi người buôn bán ở ngoài quán hết rồi, nên là mọi người đi chợ ít.